Bạn có chắc rằng bạn nhìn mọi thứ xung quanh bạn, bạn đều đang biết nó chính xác là gì? Bạn thấy một ngôi nhà và đó là ngôi nhà. Bạn thấy một con kỳ thì đó chính là con chó. Vậy trong hai người này, ai là nam, ai là nữ? Nữ là người nào, nam là người nào? Nam mặc áo màu gì và nữ mặc áo màu gì? Nếu mà bạn đang cảm thấy khó nghĩ quá, thì hãy thôi đừng có nghĩ nữa. Chúng ta hãy tập trung nhìn vào đôi chân có lông kìa. Vậy là phần tóc vàng kia đang thì ôm anh ta. Từ đây thì bạn đã luận ra rồi chứ. Có vẻ như là anh bartender này thuộc giới tính thứ ba thì phải. Và đang có một đôi chân khá là nóng bỏng. Và đúng là động tác phục vụ lắc của anh ta cũng rất là điệu đà. Nhưng bạn có nhận ra chứ? Nó chỉ là một cái gương mà thôi. Và cái thời điểm chụp bức hình này thật sự là hoàn hảo. Và có vẻ như là người mà chụp bức hình này thì trước đó đang thì ngắm nhìn người phụ nữ ở phía trước thì đúng hơn. Và tiếp nữa chúng ta cùng đến với cái hồ này để xem cảnh người ta hạ một con thuyền xuống hồ. Và hiện tại thì con thuyền này vẫn đang lơ lửng trên không trung. Bạn nghĩ bao lâu nữa thì người ta sẽ hạ cái thuyền này xuống mặt nước? Sẽ chẳng bao giờ hạ nó xuống cả, bởi vì nãy giờ nó vẫn đều đang ở trên mặt nước mà. Vì sự thật là cái làn nước này nó trong tới mức mà cái bóng của nó soi được ở dưới đáy. Và nó trong tới mức mà chúng ta nhìn thấy cái khoảng cách giữa cái bóng của nó và con thuyền, làm cho nó như là lơ lửng như không vậy. Bạn đã nhìn kỹ chưa? Bạn đã nhận ra điều này chưa? Và bức hình tiếp theo, có vẻ dễ nhờ? Nhìn là biết cái cô áo đen là đang được bế rồi. Chắc chưa? Ai đang bế ai? Rồi chúng ta nhìn thật kỹ nha. Váy đen, quần jean, hay là váy đen, áo hoa? Mọi người đã nhận ra ai vào ai chưa? Nếu mà ở đây ai mà đã nhìn thấy rồi thì hãy comment lại cái cách nhìn để cho mình và mọi người cũng có thể nhìn ra sự thật nha. Ok, và bức hình thứ hai. Hẳn là chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ có một thắc mắc rất lớn là tại sao cái bờ vai cánh tay của cô gái này nó lại có nhiều lông đến như vậy. Và cánh tay của cô cũng to nữa. Hẳn là cô hơi nam tính một chút, là cô đã tập luyện khá nhiều. Nhưng chắc là có một vài bạn đã cảm nhận và nhận ra điều gì đó bất thường trong bức ảnh này rồi phải không? Và không ai khác, nó chính là khoảnh khắc dính phần chân. Mọi người có hình dung ra đây chính là một phần chân, phần đùi của người đàn ông đang ngồi cạnh cô gái này không?